đội tuyển Việt Nam nhận thông tin không vui liên quan đến Quế Ngọc Hải và Liễu Quang Vinh. Quế Ngọc Hải nghi nhiễm COVID-19 sau khi làm test nhanh vào sáng nay ngày 29 tháng 1. Toàn đội cũng làm xét nghiệm RT-PCR trong sáng cùng ngày, dự kiến có kết quả vào chiều tối, khi ấy Quế Ngọc Hải mới biết chính xác có nhiễm bệnh hay không. Trường hợp của Quế Ngọc Hải nghi lây từ hậu vệ Liễu Quang Vinh ở tuyển Việt Nam. Quang Vinh nhiễm COVID-19 từ 5 ngày trước và đang được cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại khách sạn. Nếu Quế Ngọc Hải dương tính, anh sẽ phải cách ly 10 ngày theo quy định của y tế địa phương. Ngoài lỡ trận gặp Trung Quốc, Quế Ngọc Hải cũng không được đón Tết Nhâm Dần trọn vẹn. Trước đó, tuyển Việt Nam ghi nhận Hoàng Đức, Tiến Linh và Văn Toàn dương tính COVID-19 khi về thăm gia đình. Hoàng Đức kịp hồi phục để sang Úc, còn Văn Toàn, Tiến Linh hội quân muộn tự tập tại Hà Nội. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam có 30 cầu thủ khỏe mạnh. Huấn luyện viên Park Hang-seo dự tính chỉ giữ lại 24 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc, số còn lại được cho về đón Tết sớm. Vị trí trung vệ hiện tại của đội tuyển Việt Nam đông đảo gồm Thành Trung, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Đức Chiến, Thanh Bình và Hữu Tuấn. Ngoài ra, Xuân Mạnh và Hồ Tấn Tài cũng có thể chuyển từ vị trí hậu vệ cánh vào đá trung vệ. Tuy nhiên, việc thiếu vắng trung vệ giỏi như Quế Ngọc Hải chắc chắn khiến kế hoạch chuẩn bị gặp Trung Quốc gặp khó khăn. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ đặt mục tiêu ít nhất có một điểm. Trước đó, đội mất sự phục vụ của Duy Mạnh vì chấn thương vai từ AFF Cup 2020. Ở trận thua Úc 0-4, tuyển Việt Nam xuất phát với bộ ba trung vệ Xuân Mạnh, Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng. Sang hiệp 2, Thành Trung được tung vào sân. Đội tuyển Việt Nam về nước từ tối qua. Đội có 3 buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc tại sân Mỹ Đình ngày 1 tháng 2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022.